bay đang từ từ hạ cánh xuống Đà Nẵng. Thì dưới cánh máy bay hiện nay là cái bán đảo Sơn Trà đó. Đó, dưới cánh máy bay là cái bán đảo Sơn Trà nó được từ hiện ra đó. Bay vòng, nó bay vòng từ bán đảo Sơn Trà hạ cánh xuống. Sơn Trà bây giờ cánh máy bay nó nhô lên chút thì cái bán đảo Sơn Trà nhìn dễ thấy hơn đó. À, bên kia bán đảo Sơn Trà ở phía xa. À, ở đây mình nhìn thấy này đó. Cái cầu Thuận Phước là nhưng mà cánh máy bay che có lẽ một tí nữa thì hạ thấp xuống thì thấy dễ hơn. Sương mù lắm, máy bay vẫn còn trên cao đó, cho nên là sương mù che hết rồi.